mặt rất gấu đấy chứ không phải không đâu. Đàn này là con mẹ là đẻ được mấy con nhưng mà còn sót lại có một con thôi. Đàn một mẹ một con, đẻ đúng một con của Sẹo. Đó. Trắng muốt luôn, bốn con. Đấy, mặt đây này. Sợ, quá xinh luôn. Cho con mông cọc, con của Sẹo, với lại con đen, con mõm đen. Lần đầu tiên cho ra ngoài. Các con thì hôm nay được 20 ngày rồi. Đây, nhìn màu của nó đây. Thương ngon. Đó. Mẹ thì vàng cháy. Đây có bốn con cọc tịt và ba con dày đuôi. Đấy, hai con cọc tịt đã ra ngoài rồi đây này. Một con này là vàng sẫm này. Xem con vàng sẫm là con được hay cái? Được. Rồi. Con đen cọc tiếp theo. Được hay cái? Được. Con lông vàng nhạt có đuôi kia. Con này lớn lên sẽ vàng nhạt. Được. Được tiếp. Con này lớn lên vàng nhạt mà đuôi này khả năng là bông rồi. Đuôi bông đấy. Cọc cái mình để ý mà là cọc cái mà nó đẻ ra thì cái tỷ lệ những cái con mà xù đuôi có đuôi là xù là rất là cao. Yeah, nhìn mấy con, kéo con mẹ xích lại một tí nè. Đây, nhìn con cho con này, đây là có con, có hai con có đuôi này. Nhìn cái đuôi của hai con này, đuôi vắt lên và đuôi khá là bông, đuôi khá là bông xù. Đấy. Kiểu như là trong con cọc nó có máu của con sù ở trong người sao? Đấy, ba con có đuôi nhá, thì hai con đuôi bông sù, một con đuôi không bông sù thôi. Là con này ít sù hơn. Còn con này là sù này, nhìn đuôi này, đấy, bông đấy. Còn bốn con cọc thì là một con màu vàng này, hai con xám nghe nhấc lên xem nào. Được cái rồi, con còn lại hình như là được, hình như chỉ có một con cái thôi, đúng rồi. Hai con màu này bây giờ nhìn thì nó là màu xám nhưng mà cái với hai con này thì nó sẽ là hai con màu vàng nhưng nó nhạt hơn. Đây, hai con này này, nhìn nó như xám nhưng mà nhìn nó phớt vàng rồi đấy. Cái lớp lông đệm của nó về sau, lớp lông đệm nó sẽ là lớp lông hơi xám. Đó, tức là như đàn này bốn con cọc ấy, là nếu mà như cái thằng đây này, thằng zoom đen này, thằng đực này này, thằng đực này, đúng rồi đấy, thằng đấy là thằng mà về sau ấy nó sẽ là cái thằng mà mõm đen giống con mẹ, nó sẽ là màu vàng nhưng nó sẽ mõm đen giống con mẹ. Thằng vàng sẫm nhất này thì có thể là về sau là mõm đen một tí nhưng nó sẽ vàng sẫm hơn này. À, thằng này này. Rồi. Còn hai thằng màu nhìn như màu xám này thì nó là màu sau, nó là màu vàng nhạt, nó không phải màu xám đâu. Nhìn bây giờ là thấy là màu vàng rồi đấy. Mới đẻ ra thì nhìn thì nó sẽ nghĩ là màu xám nhưng mà nó sẽ là màu vàng. Thằng này thì bé là nó đã kiểu sẫm rồi. Vàng nó có độ sẫm rồi. Cho con thì chuẩn bị là tập ăn dặm rồi. Con mẹ thì nó tốt sữa, bù dùng cái Semil cho con chó. Là hôm nay là con chó con nó 20 ngày rồi. Và đàn của nó tận 7 con. Nhưng mà cho con mới chỉ có 2 con đòi ăn thôi. Còn lại là vẫn cứ bú mẹ 100%. Nhưng mà bắt đầu cho nó ăn được rồi. Cái dàn này nó rối thối rồi, nó rối này. Cả một dàn nó đứng hóng xem này này. Quá nó rối. À, những cái đàn cho con cọc đầu tiên và thứ hai của mình là mình nuôi không có kinh nghiệm, nuôi bị lỗi, tai nó bị cụp làm hỏng cái tai của nó. Lúc trước là anh Tân anh ấy chăm trại cho là anh ấy cứ cái bệnh của anh ấy là bệnh muốn giữ cho con chó sạch sẽ là một, và cái thứ hai nữa là muốn cho con chó nó lớn nhanh, nó thật là bụ. Hai cái nguyên nhân đấy là làm cho con chó nó tai nó khó lên, hỏng hết tai. À, chấp nhận nó hỏng tai thôi. Đời con của nó sẽ cho nó tai nó lên tự nhiên.
Như cái đàn này thì tai nó sẽ lên tự nhiên thôi. Nuôi đúng cách thì không có gì thay đổi, thì khoảng tầm con chó nó khoảng tầm hơn 2 tháng một chút là tai nó bắt đầu nó bênh tai rồi. Còn nếu mà nuôi mà cho nó còi nữa thì nó sẽ lên sớm hơn, nhưng mình thì cũng không thích chó nó còi quá. Vậy là ăn đủ, không quá bụ. Đó, đang đòi bú mẹ kìa, mẹ nằm ra cho con bú đi. Kìa, nó đang gào mồm lên đòi mẹ kìa. Kìa. Đây là đàn cọc nha. Vào quay tiếp hai đàn cọc nữa. Mọi người mà thích thì sẽ liên hệ theo cái số điện thoại 0901008234. Đàn cọc này ấy, thì hôm nay là coi như 20 ngày. Thì một tháng nữa là có thể đón được chó, hơn một tháng nữa một chút. Còn với những con dài đuôi ấy, mình sẽ cho đón sớm. Mình sẽ cho đón sau khi tiêm vaccine mũi 1 xong. Thì bọn này khoảng tầm 40 ngày, 37-40 ngày mình sẽ tiêm vaccine mũi 1 tùy thời tiết. Trong khoảng từ 37 ngày đến 40 ngày tuổi là mình sẽ tiêm vaccine mũi 1. Thì với cái bọn dài đuôi này thì có thể là tiêm xong vaccine khoảng tầm 5 ngày là mình có thể cho đón, để cho nó thưa con chó ra. Đó. Ok, xong cái con cọp này. Tiếp tục đến đàn cọp thứ hai. Đàn tiếp theo con của Sẹo thì nó chỉ có một con thôi, mà nó lại con dài đuôi. Con này thì màu nó rất là đẹp, màu rất đẹp. Đó, nhìn trông chấm chiếc này kia, chia cái đầu vàng rất đẹp. Con này thì nó có là con ba màu, chủ đạo là màu trắng. Đấy. Chủ đạo là màu trắng, ở trên người thì nó có mấy cái chấm vàng. Đây gọi là bạch cẩu hoàng đầu đấy. Đó, lưng này, ở mông là có mặc quần nhá. Em này là mông em đây có mặc quần quanh năm này. Ở trên thân là có một chấm này, đây này. Đấy. Còn đầu thì vàng rồi, đầu thì vàng đẹp luôn. Con này thì mặt rất đẹp, mặt đẹp giống con mẹ, nhưng mà có đuôi, cũng là con của Sẹo đấy. Đấy, em này nuôi trong nhà thì tuyệt vời luôn. Em này thì có thể đoán sớm nhá. Tiêm xong, sắp tiêm vaccine rồi. Chờ tiêm xong một mũi vaccine một tuần là có thể đoán chó được. Rồi về nhà mọi người tiêm mũi 2. Em này thì hôm nay chắc được khoảng tầm 2 cân. Chắc tầm 2 cân, không cân nhưng mà áng chừng chắc khoảng 2 cân. Đó. Lúc nào cũng mặc quần này, chó trắng tinh luôn. Thế mới hay. Bố vàng, mẹ vàng. À, mặt thì đẹp, rất đẹp luôn. Mặt rất đẹp. Đấy, mặt đây này. Sợ, quá xinh luôn. Nhìn được cả cái đuôi của nó. À, em này đẹp luôn, em này là em đực. Con này nhìn sao nó lại đẹp thế nhỉ? Bé rõ ràng con này nhìn màu vẹn mà. Nhìn mặt thằng này mặt đẹp thế. Ai, thằng này mặt hơi bị đẹp luôn, hơi bị gấu luôn đây này, nhưng mà nhìn nó khó nhìn quá nhỉ. Ôi xời, ai, thanh niên này. Màu này thì màu đen nhưng mà nó lại không phải màu đen, nhưng thằng này mặt rất đẹp. Mặt rất gấu đấy, chứ không phải không đâu. Đàn này là con mẹ là đẻ được mấy con nhưng mà còn sót lại có một con thôi. Khoang miệng là sẫm đấy, vừa nó ngáp đấy. Thằng này màu đen, đực đúng không? Cho xem đi, cho xem cái bụng đi. Rồi đực, cho xem cái đuôi. Thằng này là đuôi tương đối là bông. Đây rồi, nhìn thấy dải màu đây rồi. Thằng này là màu nó sẽ không phải màu đen đâu. Thằng này lúc bé thì nhìn nó như màu vẹn này, nhưng mà bây giờ thì nhìn nó có vẻ nào nó màu đen nó hơi nhiều. Vẫn thấy có những cái dải vệt vàng đấy, nhưng nhìn màu đen nó hơi nhiều. Cái con này thì nó đàn, con này đàn nó có một con thôi. Vừa nhìn là tưởng là cái lớp da, đây là màu da nhưng không phải, đây là màu lông. Lớp lông bên trong của nó, lớp lông đệm của nó dày. Đây, lớp lông đệm bên trong, vẫn là lớp lông đấy. Có cái mảng vàng, có những cái mảng vàng này và mảng đen. Con này thì thực sự là cũng chưa gặp cái con chó con nào mà màu nó như thế này cả. Cho nên là không biết là lớn lên nó màu gì. Nhưng con này thì là hai chân sau là nó có chấm trắng một tí. Nhìn hai chân trước xem nào.
chân trước là móng chân có tí trắng này, chân bên này hơi phớt một tí, tẹo. Bên này thì phớt, đây rồi, cỏ, có trắng, thạch sùng bám ức tứ túc mai hoa đấy. Con này thì khả năng là có thể xác định là nó là con chó sẫm màu thôi, còn không biết là nó sẽ là màu đen hay là đen vàng. Cái mặt của nó thì nhìn trông tướng tá của cái mặt thì nhìn là rất gấu đấy, chứ không phải không đâu. Con này là nó là con của con Bắc Hà nhá, chứ không phải là con cọc. Cái chất lông thì có vẻ là nó không, cũng không quá xù, nhưng mà chất lông thì tương đối dày. Đây là cái đuôi của nó đây này. Đuôi thì nó cũng không có quá xù đâu. Đuôi thì không quá xù nhưng cái lông đệm của nó rất dày và chưa xác định được màu. Quay lại cái mặt. Đây, nhìn cái mặt này. Rất ngầu đấy. Em này coi như là cũng là được coi như là được 20 ngày, hai đàn bằng nhau. Thằng này bằng thằng kia. Đây. Đàn này thì nó đẻ được mấy con nhưng nó giữ lại được đúng mỗi con này thôi. Con mẹ đẻ được mấy con này, giữ lại được đúng một con này. Đây, nhìn mặt gấu chưa? Nhìn mặt rất gấu từ bé này. Có ai thấy mặt con này đẹp không? Như con này là con bố của nó là con Bắc Hà nhá. Nó là ra giống khác rồi đấy, không phải con cọc đâu. Bố là con Bắc Hà. Đó. Nhưng như em này thì nhìn cái mặt là khá là gấu đấy, ấn tượng. Đó. Ok. Rồi, con đen này thì cho nó đến khi nó khoảng tầm 40 ngày thì sẽ quay video để xem nó như thế nào. Ok, còn tiếp theo. Đàn thứ ba, như đàn này thì đẻ được đúng một con là con đực. Xoay nó lại để nhìn cái đuôi của nó. Đây, con này là cọc tịt. Giơ bụng lên nhìn được cái. Đực. Con này thì lớn lên chắc là sẽ là vàng mõm đen. Bây giờ thì chưa đánh giá được cái gì cả. Nó là con cọc tịt màu vàng. Đàn cái này nó, cái con này nó đặc biệt là đàn nó đẻ được đúng một con thôi. À, đây là cái dải màu vàng của nó này. Con này là lớn lên là sẽ là cái con vàng tương đối là màu, tương đối là sậm màu, nhưng có thể là sẽ là con vàng và mõm đen, mặt nạ đen phần mõm. Rồi, như vậy là mông cọc là có cái con này cọc này là đàn một mẹ một con, đẻ đúng một con của sẹo. Và cái đàn 7 con là có 4 con cọc thì cũng đều là cọc tịt hết. Coi như là tổng cộng là có 5 con cọc tịt và 3 con dài đuôi, cộng với một cái đàn đẻ được một con dài đuôi. Con Bắc Hà thì ra một con sẫm màu. Thì mọi người sẽ chờ những cái đàn chó con này nó sẽ lên khoảng tầm 40 ngày mình sẽ quay video. Này thì mở mắt rồi đây. Rồi, con mờ vào đây. Rồi, cho con vào với con mẹ đi. Đó, mờ đó. Ngoan, tuyệt vời luôn. Ngoan, mặt đẹp. Đẻ cũng rất đặc biệt. Đẻ đúng một con. Và cuối cùng là cái đàn chó Bắc Hà trắng. Con Queen với lại con King. Lần này ghép với nhau nó chỉ đẻ được có 4 con thôi. Ít hơn 2 lần trước. Nhưng mà tỷ lệ của nó cũng là trắng 100%. 100% là trắng. Còn chưa mở mắt, mới đẻ được mấy ngày thôi. À, lần này hai con nó gặp nhau nó đẻ được 4 con thôi. Hai lần trước thì đẻ được nhiều hơn, nhưng nó có cái là cái tỷ lệ của nó 100% là trắng, hai đực hai cái. À, ngắm từng con một. À, đực. Con này thì mõm rất là đen. Lông của bọn này thì rất là dày. Đuôi của nó, đuôi to bằng chân. Lấy hai con đực trước, chúng nó đang ngủ. Con đực thứ hai đây. À, lông cũng rất dày. À, trắng tinh luôn. Đực. Hai thằng đực này thì có chủ rồi. À, chủ nhận từ đàn trước bắt thiếu chó cho nên là chủ nhận luôn. Hai con cái đuôi này. À, trắng muốt luôn. À, đàn này là có 4 con thôi. Hai con cái này thì
để xem tình hình thế nào, có lẽ là lại giữ lại tiếp để gây cái con chó trắng. À, lông lưng của nó còn có độ gợn ở trên lưng, lông nó dày từ bé, lông rất dày. Trắng tinh luôn, đẻ ra đều trắng tinh luôn. Lông con nào cũng rất dày. Cái cặp hai con Bắc Hà trắng đẻ như thế nào, đẻ 100% trắng, ba đàn liền. Đây là sẽ là cái đàn thứ ba và cũng sẽ là cái đàn có thể nói là cái đàn cuối cho chúng nó ghép với nhau. Lần sau là sẽ phải cho ghép với con đực khác, có thể là sau 1-2 lần ghép với con đực khác thì mới lại quay lại cho ghép với nhau. Đó. Trắng muốt luôn, bốn con. Còn đây tiện là quay ông cọc này. Ông cọc trắng này đẹp, rất bám chủ. Mà mỗi tội là có cái tai nó bị dị rồi, nó bị dị cái tai rồi, không hiểu tự nhiên là cái tai của nó bị sưng lên, vén cái tai đi toàn. Đấy, không hiểu là tự nhiên là cái tai, tự nhiên làm sao cái tai nó lại bị sưng lên. Không là sau khi cho nó khỏi sưng rồi, cho uống thuốc cho khỏi sưng thì nó vào tai nó lại bị vẹo. Chủ đi đâu theo đấy, cứ có chủ thì cứ chủ đi bước nào theo bước đấy. Chủ không có là nằm một chỗ. Đấy. Em cọc trắng này đực. Mấy thằng này nó đang ngủ, đang giờ ngủ của nó. Cho ra bên ngoài nó vẫn ngủ luôn. Mình đang không vào ấy.